Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 2016, thứ ba tuần 33 thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Xuống mau đi. Lời Chúa trong sách Luca chương 19 câu 1 đến 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy mọi người sầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Còn ông Gia-kêu thì đứng mà thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Lời suy niệm. Ở thành phố Jericho không chỉ có anh mù Bartimê ngồi ăn xin, mà còn có ông Gia-kêu đứng đầu các người thu thuế. Ông là người giàu có, nhưng thật ra ông là người nghèo, vì ông bị mọi người khinh rẻ bởi cái nghề thu thuế của ông. Gia-kêu đi chung với đám đông theo sau Đức Giêsu. Ông có một khao khát mãnh liệt là được thấy mặt Ngài, vì chắc ông đã nghe nhiều người nói về vị ngôn sứ khác thường ấy. Giêsu không khinh giới thu thuế, trái lại còn kết bè kết bạn với họ. Giêsu là ai? Đó là người ông tìm cách gặp mặt. Có hai cản trở khiến cho cuộc gặp gỡ trở nên khó khăn. Đám đông vây quanh Đức Giêsu khiến ông không thấy Ngài. Hơn nữa, thân hình ông lại thấp bé. Nhưng Gia-kêu không dễ nản lòng. Ông chạy đón đằng trước và leo lên một cây sung để thấy Đức Giêsu, vì ông biết thế nào Ngài cũng đi qua đó. Như thế ông đã vượt qua được đám đông và sự thấp bé của mình. Để vượt qua thì phải chạy chứ không đi từ từ, và phải vất vả leo lên cây cao, vượt lên trên cái tôi nhỏ bé. Gia-kêu khao khát đến mức nào mới dám nghĩ và dám làm như vậy? Điều mà Gia-kêu không ngờ là Đức Giêsu đã dừng lại nơi cây sung và ngước mắt nhìn lên ông đang nằm bò trên cây như một đứa trẻ. Ánh mắt của Ngài kéo theo hàng trăm cái nhìn khác của đám đông. Gia-kêu chắc xấu hổ luống cuống, còn Đức Giêsu thì hạnh phúc tràn trề. Dường như Ngài quên đám đông để chỉ nghĩ đến con chiên lạc này. Gia-kêu, xuống nhanh đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Đây là một lời hối thúc dịu dàng và một đề nghị bất ngờ. Gia-kêu ngỡ ngàng, kinh ngạc trước ánh mắt ấy, lời nói ấy. Ông đã nhanh chóng leo xuống và dẫn Đức Giêsu về nhà mình. Đường từ gốc sung về nhà ông bao xa, ta không biết, nhưng chắc chắn đó là đoạn đường đầy niềm vui. Gia-kêu bỗng thấy mình mất đi mà cảm tự ti, lấy lại được danh dự. Vì Đức Giêsu sắp đến nhà ông, căn nhà ít ai muốn đến. Ông chỉ muốn thấy mặt Ngài, còn Ngài lại muốn vén mở lòng mình. Cách cư xử của Ngài đối với một người tội lỗi như ông đã làm lòng ông tan chảy và mời gọi ông đổi đời. Những thứ ông từng say mê bây giờ chẳng có gì hấp dẫn. Tôi xin cho người nghèo nửa tài sản của tôi. Gia-kêu đã hoán cải một cách bất ngờ, tự nguyện, sâu xa và cụ thể.
Cuộc đời của Gia-kêu là kết quả của việc hai người đi tìm nhau. Không phải chỉ Gia-kêu mới là người đi tìm. Con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Gia-kêu dạy cho chúng ta biết cách tìm kiếm Chúa trong đời. Phải ước ao cho mãnh liệt, rồi ta sẽ được soi sáng để tìm ra con đường. Ngay cả khi ở trong tình huống tưởng như tuyệt vọng, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Gia-kêu đã quảng đại và vui sướng mở lòng để đón lấy ơn cứu độ đó. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, sám hối không phải là điều dễ dàng. Bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Gioan ban phép rửa. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn yếu đuối chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Gia-kêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến. Amen.